nhiều thể loại cây mà đéo biết nó là cây gì. Đây là cái na, nếu mà chia lách ở đây thì nó là na sầu riêng, nhưng cái này là na dai Đài Loan rồi. Đấy, lá nó có cần phải lá to như lá bàng đâu. Nhưng mà nó thẳng thẳng thớ ấy. Nó thẳng thớ, nó không bị quăn ấy. Mà nó mỏng hơn ấy. Thì là phân biệt cái lá na này này, mấy na Thái với cả na sầu riêng mấy cái na ta ấy. Thì các bạn cứ nhìn đây là các bạn dễ phân biệt các loại na. Còn một cái loại nữa là cái dòng na tím ấy, cái lá nó na tím hoặc na đỏ. Nó không khác gì cái na ta. Còn cái na gọi là cái na dai Đài Loan này thì tôi được cái là nó rất là sai hoa, tức là nó ra quả mấy các thứ quanh năm ấy. Nhưng mà bị cái là quả nó về Việt Nam thì nhiều anh em phản ánh là quả nó bé ấy. Đấy, dựa trên cái lá này này thì các bạn cũng nhìn ra đâu là na sầu riêng, đâu là na dai Đài Loan, đâu là na ta, đâu là còn hai loại nữa là cái na đỏ. Thì nếu ông nào theo dõi tôi được 2 năm trước thì tôi cũng là cái người cũng mẹ cũng nọ mọ, cũng đi đầu trong cái việc ghép cải tạo na đỏ, mấy cả mang na đỏ về xong rồi định bán, mang những cây to ấy, khai thác triệt để những cây to về định nhân giống. Nhưng mà nói chung là chúng nó lười lắm, lười xong rồi nó tị nạnh. Đây quả na dai Đài Loan này. Nhưng mà cái dòng này thì nói chung là ăn cũng ngon, mắt na nó cũng đẹp. Ây, Mạnh đây này, Vi Văn Mạnh. Mạnh đéo biết cái gì, Mạnh bảo na dai Đài Loan là nó đối xứng bên này lá này, xong rồi bên này lá tiếp này. Nhà vườn lớn nhất miền Bắc nhưng đéo biết cái gì đây này. Cái na sầu riêng ấy, nó đối xứng cả cái phần góc này này. Được cái là nếu mà đi vào cái hướng sản xuất này thì cũng vui. Nhưng mà bị cái nhiều khi là lấy công bù lãi ấy. Chứ còn cũng không thể nhàn hạ, mấy cả cũng không thể siêu lợi nhuận bằng cái thằng đi buôn được. Nhưng cái khổ lỗi là nếu sản xuất ra như thế này thì vào đúng cái giống mà nó đắt tiền, mấy cả giống mà ấy thì cũng kiếm được. Đây quả là cái dòng này thì mình rất thích là nó ra quả quanh năm, thích ra lúc nào thì ra, nhưng mỗi tội là nó về anh em bảo là cái dòng này quả nó bé ấy. Về Việt Nam chả biết kỹ thuật bên kia nó thế nào, nhưng có thể nó không phù hợp khí hậu. Đấy cái dòng này đây này, anh bạn Mạnh nói với mình là cái na này là nó đối xứng hai cái lá. Ví dụ như bên này nó có lá này thì bên này nó phải đối xứng như này, nhưng có phải mẹ đâu, nó cũng so le đây này. Rồi cái dòng tức là anh em đây này, tức là nó như thế này này. Đấy bảo là na dai Đài Loan, xong rồi nếu mà nó so le như này thì là na sầu riêng, nhưng phải đéo đâu, na sầu riêng nó phải có các cái lá ở cái mặt phẳng thứ hai, đấy, mặt phẳng thứ ba hoặc thứ tư. Nó tự nhiên đang theo cùng một mặt phẳng này, nó lại cự như có những cái lá nó mọc ngược mẹ lên như này này. Đấy là na sầu riêng, hoặc nó xuôi xuống như này. Đấy nó không phải cùng trên một mặt phẳng. Nếu cùng một mặt phẳng như này là na dai Đài Loan hoặc na bở Đài Loan. Đấy. Còn rất nhiều thứ lằng ngoằng, ban biết các thứ lung tung. Xong rồi quay thì tốn là ấy lắm. Sao mày lúc nãy mày không quải thằng cũ em ấy? Thế thì ngoài thằng cu em nó ở đây nó làm ấy. Đây còn cái này là cái bàng Đài Loan mấy cái đéo gì ấy. Thằng Lâm là thích cái này. Anh em quên lại bảo là con thằng bàng Đài Loan, xong rồi phượng, cây giống ấy. Cây giống để trồng cây công trình ấy. Xong rồi cái đéo gì toàn cái thứ linh nằng nhằng linh tinh. Rồi cả xà cừ ấy, cái đéo gì ấy. Cái sản xuất này cũng vui mà. Sản xuất này thì nó vui. Rồi gieo hạt xong rồi thế nọ thế kia ấy. Phượng xong rồi phượng tím xong cái đéo gì. Loằng ngoằng lắm. Thật, nhưng mà bán cái loại này phải bán ở đầu vạn cơ. Thì nó mới bỏ công. Chứ bây giờ cái khách hàng của mình toàn là khách mua kiểu mua 1-2 cây, nhưng mà người ta mua toàn cây từ tiền triệu trở lên ấy. Nhưng mà bán cái loại này các bạn phải hình dung là nếu mà để mà có lãi mới là đủ ấy các thứ này. Toàn cái đéo gì ấy. Đây là Phong Linh á? Đây. Đây cơ mà. Đây mà. Cái mẹ cái Phong Linh. Phong Linh mới ban. Xong rồi cái cây này là cây mẹ gì ấy.
như kiểu bạch đàn hay cái đéo gì ấy. Nếu biết ra là cái gì luôn ý. Nắm thứ lung tung lắm, nằm ngoằng lắm. Kể cả cây to mình còn đéo biết cơ. Chanh này. Ôi, con này mà đăng lên thì ông cũng mất. Bonsai này. Nhiều thứ nằm ngoằng lắm. Cả cái đéo gì đây. Làm cây công trình hình như nào. Khu Sơn Tây, Sơn Tiếc là làm cái loại này là nhiều. Ở quê tôi này, Khoái Châu này. Cần gì phải đi xa đâu, ban biết các kiểu này. Toàn cái đéo gì ấy. Rất lòng hoàng. Không hiểu nó là cây gì luôn. Lòng hoàng. Còn bên kia nó là cái cây, cây gì mà vàng anh mấy cái gì đấy. Buồn cười thật. Lâm là đang cái các cái hàng cái công trình này thật ra là nếu mà trồng ấy nó mất cái công đánh nhiều. Cũng già gì lắm. Chẳng biết nó là cái gì. Đấy, làm thật như này thì ăn thật. Còn nếu mà đi ra lấy xe đón em nó à? Biết đéo đâu đâu, mày gọi ai đây? À, nó đang đi nó tưới cây đấy. Nó tí là nó đéo biết cây gì và cây gì đâu mà. Nhưng mà được cái ở đây nhá, các ông thích thì ra đây ăn bưởi này. Cái thứ hai nữa là cóc với cả xoài với các thứ. Ngô thì thích lại vặt ngô ra đây nướng. Nhiều làm đấy này. Thích thì lại vặt cóc kia các thứ. Tơi bời. Đô. Ôi còn máy bay kìa. Kể ra đây hay lắm. Xong rồi các bạn nói chung là xem nay ít thôi, tập trung làm. Làm xong rồi vừa làm vừa nghiêng ngó. Xong rồi tìm đầu ra. Đấy. Thì là tự khắc là sẽ ít có thời gian lên mạng tranh cãi toàn cái đâu đâu ấy. Mẹ đi tranh cãi với mình. Cái thứ nhất là mình cũng nằm trong giới cho nên là mình hiểu rõ. Cái thứ hai nữa là nói chung các ông tranh cãi làm sao được với tôi. Một thằng mà nói mẹ nói đến cái đài nó còn hết pin. Nắp pin khác vào nó lại chịu thua. Đi tranh cãi với mình. Kiểu thứ nhất là mình là người trong giới. Cái thứ hai là hiểu biết nó cũng khá tường tận. Xong rồi anh em nữa. Toàn những người cũng tai to mặt lớn nữa. Đây các ông chả biết cái mẹ gì các ông tranh cãi với mình. Na sầu riêng ở chợ có bán có 100.000. Đây như anh em sản xuất đây, anh em bảo là năm nay mới là năm đầu tiên Việt Nam nó sản xuất ra, tức là Việt Nam mình ấy, sản xuất ra cái dòng quả mà có những quả 2 cân 2. Thì đã làm gì ra chợ của các bạn làm gì? Người ta nhập thì chắc là ở các cái chợ đầu mối ấy. Chợ Long Biên mấy cả chợ tức là chợ lớn ấy. Chợ lớn xong rồi mang các cái cửa hàng mà hoa quả nhập ấy. Bình thường nếu mà Việt Nam không sản xuất ra cái dòng quả la này này thì là các bạn ở các cái cửa hàng hoa quả nhập ấy, các bạn phải nhập bên Đài Loan hay bên Trung Quốc về các bạn bán. Nhưng mà Việt Nam sản xuất rồi thế là từ chợ Long Biên hoặc chợ loại chợ kia hoặc là người ta đến tận vườn sản xuất này này, người ta mua xong người ta mang ra các cửa hàng hoa quả nhập. Chứ bây giờ mà mang những cái quả la này ra đến cái chợ, ví dụ như chợ ở làng tôi ấy, thì nói thật ra ai mua? Bảo 300.000. Người ta bu vào người ta xem thì rất là nhiều. Nhưng mà để người ta mua thì tôi nói thật ra là cả cái xã tôi chỉ hy vọng 2 người mua thôi. Thì các bạn mang ra chợ làng xong rồi các bạn ấy bảo là ở quê tôi có 50 mấy cả 100.000, toàn bọn nói phét. Cái thứ hai nữa là có thể là người ta nhầm cái na này này sang cái dòng na Thái. Thì là đâu đó là tầm 70 đến 120 một cân, nó tùy theo mẫu mã như thế nào. Còn các bạn trong Nam thì thật sự là xa quá mình cũng không biết. Lâu lâu rồi tôi cũng không để ý những cái nhóm na, hội na mấy các thứ để xem. Chứ còn thực tế là từ trước đến nay các bạn ở trên nông nghiệp các bạn nên lấy hình ảnh toàn là hình ảnh trên mạng. Hoặc là đối tác hoặc là các cái vườn ở bên Đài Loan ấy. Xong rồi các cái video ở bên Đài Loan hoặc bên Đại Lục. Người ta quay xong rồi toàn copy lại hoặc thế nọ thế kia ấy. Tức là tải về trên TikTok mấy các thứ. Đây mẹ toàn những con rời ở trên TikTok suốt ngày. Gọi là ở trên TikTok 24 trên 24 mà cứ bắt bẻ mình. Bảo ở chợ làng tôi bán có 50 mấy 100.000. Nghe đã ngứa hết cả ấy rồi. Thôi được rồi, ra đây chơi tí. Tức là kiểu các bạn đôi khi nhá. Đôi khi thì tôi cũng không sợ các bạn ấy nào nói làm ảnh hưởng lắm đâu. Nhưng mà đôi khi cái người ta muốn mua hoặc người ta muốn phát triển kinh tế hoặc là thế nọ thế kia, người ta muốn tìm hiểu. Tự nhiên bộp vào một phát. Ngày xưa tôi có một đợt có một bán cho một cái ông cũng ở nước ngoài hay thế nào ấy.
ông muốn mua cây mọc. Nhưng mà mình không đăng lên thì thôi, mẹ đăng lên bọn nó toàn bảo làm củi mới thế nọ thế kia thế nào. Cuối cùng ông ấy nghĩ là làm củi thật, thế nào ông không mua nữa. Người ta bị tác động bởi các cái bình luận gọi là tiêu cực của các bạn. Trong khi các bạn ấy bình luận thì các bạn có hiểu cái mẹ gì đâu. Các bạn ơi, các ông ấy bình luận có hiểu cái gì đâu. Toàn bọn nhoi, toàn bọn fan khá bảnh ấy. Ôi đi ấy đây, về đây đón con.